Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Kento Momota tự tin hướng đến danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 khi được tổ chức trên sân nhà và có đủ thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên Momota lại gây thất vọng khi dừng bước ngay từ vòng 2. Niềm hy vọng số 1 Nhật Bản bất ngờ chịu thất bại sau 2 set với tỷ số 17-21, 16-21 trước đối thủ hạng 18 thế giới người Ấn Độ Pranoy Kumar. Trước đó, anh bị loại ngay từ vòng bảng Olympic Tokyo. Giữa tháng 12 năm 2021, tay vợt người Nhật Bản bất ngờ số 1 thế giới sau 121 tuần nắm giữ. Trong năm nay, Momota cũng 4 lần dừng bước ngay ở trận đầu tại các giải mà anh tham dự. Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang đã không thể gây bất ngờ khi nhận thất bại 15-21, 10-21 trước Thái Du Jin ở vòng 3. Đây cũng là thành tích tốt nhất của bà xã Tiến Minh cũng như của cầu lông nữ Việt Nam. Djokovic chưa được phép nhập cảnh vào Mỹ vì không tiêm phòng vaccine Covid-19. Gần đây, anh đã không tham dự giải khởi động ở Cincinnati. Hồi đầu tháng này, là có chút hy vọng lóe lên cho Djokovic khi CDC hứa hẹn về khả năng nới lỏng quy định phòng chống Covid-19 tại Mỹ. Theo đó, CDC cho biết các hạn chế đi lại có thể thay đổi trong những tuần tới. Hiện tại, Djokovic vẫn có tên trong nhóm các hạt giống. Nhưng với động thái mới nhất từ ban tổ chức Mỹ mở rộng, tay vợt người Serbia nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng bóng tại giải lần này. Tấm poster chính thức của US Open 2022 không có hình ảnh Djokovic. Theo truyền thông Serbia, cơ hội duy nhất của Nole là chính phủ Mỹ trao cho anh cơ chế nhập cảnh đặc biệt. Nhưng điều này gần như không thể xảy ra. Trên Facebook chính thức, Flash xác nhận đội tuyển này sẽ tham dự giải đấu Asia Star Challenge Invitational do Riot Games tổ chức, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 9. Đây là thử thách đầu tiên cho đội hình trẻ để triển vọng của đội tuyển tia chớp và hy vọng các chàng trai của chúng ta sẽ đạt được thành tích thật tốt trước những đối thủ sừng sỏ. Giải đấu bao gồm 16 đội tuyển thuộc Academy Serie B đến từ LDL Trung Quốc, VCSB Việt Nam, LJL Academy Nhật Bản, LCK Challenger Hàn Quốc và PCS Academy châu Á Thái Bình Dương. Đây là giải đấu thuộc Serie B lần đầu được Riot Games tổ chức với mong muốn tạo ra môi trường cọ sát, thi đấu quốc tế và nâng cao tính cạnh tranh cho các đội tuyển liên minh huyền thoại trong khu vực. Đúng là số phận trêu đùa Team Flash, vô địch VCSA thì ở nhà, xuống VCSB thì lại được đi giải thế giới. Summoners Cup đã đồng hành với chung kết thế giới suốt 10 năm lịch sử. Nó cũng chứng kiến không ít nhà vô địch cũng như chặng đường thăng trầm của giải. Theo chia sẻ của Riot Games, từ chung kết thế giới 2022, một chiếc cúp mang tính biểu tượng mới sẽ ra đời. Mới đây, hình ảnh của Summoners Cup mới đã được hé lộ hoàn chỉnh trên máy chủ thử nghiệm PPE. Phần thân chính được tinh gọn để trở nên hiện đại, góc cạnh và phẳng hơn theo ngôn ngữ thiết kế mới. Dù chỉ là hình ảnh 2D, nhưng cộng đồng game thủ cũng đã có cái nhìn tổng quát về chiếc cúp mới. Phần đông ý kiến cho rằng thiết kế mới hơi đơn giản, song kỳ vọng phiên bản đời thực sẽ ấn tượng hơn. Chiếc cúp mới ước tính nặng khoảng 20 kg, có chiều cao 68,58 cm, nhẹ hơn 12 kg so với phiên bản cũ. Dự tính đến ngày 29 tháng 8, chiếc cúp do Riot bắt tay cùng với Tiffany & Co sẽ trình làng với liên minh huyền thoại. Trong buổi livestream mới đây, nữ streamer Milona gây sốc với phát ngôn không đúng mực, trực tiếp bôi nhọ danh dự của các vị lãnh đạo nhà nước. Hiện tại, cộng đồng đang truyền tay nhau đoạn clip cắt về phát ngôn của nữ streamer trên nhiều nền tảng. Phản ứng của cộng đồng tương đối gay gắt và đa phần được cho rằng hành động của Milona là thiếu suy nghĩ. Thậm chí, người không liên quan đến phát ngôn này là Zeros cũng bị gọi tên. Cộng đồng đã đặt cho Milona những cái tên mỉa mai như Zeros nữ, Zeros 2.0 để gợi nhớ về những phát ngôn thiếu chuẩn mực của chính nam tuyển thủ này trong quá khứ. Milona, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh ngày 29 tháng 7 năm 96 tại Thái Bình. Cô hiện đang theo học Đại học Hà Nội và đang theo đuổi sự nghiệp streamer với kênh YouTube Milona TV với gần 1 triệu subscriber. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thấy Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.